chào các bạn. Hôm nay công ty Thế giới bảo mật sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp thẻ và lắp mực của máy CD119. Thì mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem, các bạn theo dõi như video của mình nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp thẻ. Thì đây là cái thẻ của nó, các bạn lưu ý các bạn cầm ở hai bên cần nó, không được cầm vào giữa cái này, tại vì như vậy là làm cho thẻ nó bị dơ hoặc tay mình có mồ hôi thì làm cho chất đường in nó không được đẹp. Để lắp thẻ các bạn mở cái nắp lên. Các bạn lưu ý nếu các bạn đây là thẻ mình có một mặt đã in, một mặt chưa in. Thì nếu các bạn muốn in mặt nào á, in ví dụ như in mặt trên thì các bạn bỏ ngửa mặt trên lên. Đấy, để thẻ vào. Như vậy là lắp thẻ là xong. Rồi, đóng lại. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực. Đây là một nguồn mực mới của mình. Thì thường nó đi kèm trong hộp mực nó sẽ có 3 phần. Đó, một là đó là quần mực, các bạn có thể thấy đây, đây là loại mực, đây là loại thun. Một là quần mực. Hai đây là cái trục này là trục vệ sinh thẻ trước khi mà thẻ đi qua đầu in. Thì vệ sinh nó sẽ hút nó sẽ lấy cái trên bề mặt thẻ những cái bụi hay là gì đó nên nó sẽ vệ sinh. Ba là có một cái thẻ để vệ sinh. Đây là cái thẻ vệ sinh thì các bạn có thể, cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh ở những video sau. Nhưng các bạn nhớ là mỗi cái quần mực nó sẽ đi kèm ba thành phần như thế này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực. Rồi, để lắp mực các bạn nhấn vào cái nút ở giữa máy này, giữa thân máy này. Rồi. Đây là cùng đầu in sẽ bật lên. Thì bên này là có một cái khay để đựng mực thì các bạn giơ cái khay này lên. Đây, các bạn có thể thấy, đây là cái khay. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ để cái khay ở đây. Các bạn mở mực ra. Mực có hai loại nhé, một loại thu, một loại mực, một loại thu. Rồi, đây các bạn có thể nhìn thấy, các bạn kéo ra, các bạn thấy màu trong này là màu xanh này, đây là màu xám này, thì các bạn lắp tương ứng với lại cái màu ở trên hai cái khay này. Đây các bạn cứ vậy các bạn đẩy vào thôi. Rồi bên này màu xám tương tự. Đây các bạn đẩy vào. Như vậy là mình đã lắp mực xong. Thế tiếp theo một cái phần rất là quan trọng nữa, đó là lắp cái trục vệ sinh. Thì các bạn đây. Đây là cái loại này đi theo của máy nên các bạn lúc mà thay mực mới các bạn không được bắt cái này mà các bạn phải giữ cái này lại, còn mình chỉ bỏ cái này thôi và mình sẽ phải giữ cái loại này lại. Đây các bạn đẩy vào. Rồi tiếp theo các bạn thấy đây phía sau này nó có một cái khớp đây. Rồi, các bạn đẩy vào cho nó vô khớp, sau đó là mình lột luôn cái miếng bọc của cái này ra đó, rồi các bạn để vào máy. Rồi. Đóng cùng đấy lại. Nó đóng lại cái chiếc tắc cái là như vậy là mình đã lắp mực xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn lắp thẻ và mực của công ty Thế giới bảo mật. Mọi chi tiết hoặc là cần hướng dẫn hỗ trợ thêm các bạn có thể liên hệ tới công ty theo mọi thông tin ở đường link bên dưới. Xin cảm ơn.